Cha tôi là người tiên phong tìm hiểu về những lợi ích to lớn của dưỡng chất thực vật với sức khỏe con người. Ông đã biết rằng cơ thể cần bổ sung đa dạng các loại vitamin và khoáng chất để có thể hoạt động hiệu quả, nhưng thật khó để có thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày. Cha tôi nói, thật tuyệt vời nếu ta có thể phát minh ra một thực phẩm bổ sung chứa đựng tất cả các dưỡng chất thiết yếu. Từ đó, ông đã dành cả cuộc đời mình để đưa ra những phát minh giúp ích cho sức khỏe nhân loại. Ông bắt đầu nghiên cứu các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và đã cho ra đời một sản phẩm chứa đựng ba dưỡng chất thiết yếu mang tên Double X. Và đây chính là sản phẩm Double X, niềm tự hào của chúng tôi. Double X được ra mắt lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng đạt được những thành công rực rỡ. Double X vẫn luôn được xem như một chuẩn mực trong ngành công nghiệp thực phẩm bổ sung với các thành phần vitamin, khoáng chất, chất vi lượng thiết yếu và quan trọng nhất là hàm lượng dưỡng chất thực vật vượt trội. 70 năm sau, Nutrilite hiện đang dẫn đầu thế giới trong công nghệ nghiên cứu dưỡng chất thực vật. Chúng tôi đã mở rộng mạng lưới hoạt động toàn cầu từ các nông trại hữu cơ đến các trung tâm nghiên cứu hiện đại với mong muốn đạt được những hiểu biết khoa học tiến bộ nhất trong lĩnh vực dinh dưỡng thực vật dành cho con người. Các nghiên cứu về dưỡng chất thực vật mới liên tục được phát hiện và bổ sung, cùng việc áp dụng những công nghệ hiện đại là hai yếu tố giúp chúng tôi luôn cải tiến sản phẩm Double X tốt hơn. Đáp lại sự mong đợi đó, thế hệ Double X vừa ra đời chính là sản phẩm tối ưu nhất của đại gia đình Nutrilite. Tôi tin chắc rằng cha mình muốn tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của Double X. Và dĩ nhiên, tôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng công trình nghiên cứu của cha mình đã góp phần tạo ra các sản phẩm tuyệt vời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân loại. Với tôi, 70 năm chỉ là sự khởi đầu của Double X. Double X, 70 năm, một hành trình không ngừng phát triển.